Hello mọi người, thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người mình cắt cây sắt có độ dài bao nhiêu để mình bo được một cái ô vuông của cái tay vịn của cái giường sofa gấp gọn nha mọi người. Thì cái giường sofa gấp gọn này mọi người, tay vịn của nó là phủ bì là chiều dài là 80, còn chiều cao là 46, tất cả là phủ bì nha mọi người. Thì mọi người mình muốn cắt được cây sắt bao nhiêu á thì mọi người phải cộng cho mình sẽ tính cho mọi người xem ha. Là mọi người lấy cho mình là 40 nè, 40 mình nhân cho hai mặt cộng cho 80, mình cũng nhân cho hai mặt nhân 2. 40 này là mình sẽ trừ lại mỗi bên là 3 phân nên nó còn 40 nha mọi người. Còn cái mặt chiều dài á là mình lấy đúng 80. Rồi khi mà mình nhân vậy rồi á, mọi người cộng cho mình lấy 1,7 nhân cho 4. 1,7 này là mỗi góc nó sẽ dài hơn là 1,7 á mọi người. Là theo cái công thức của mình tính á, là khi mà bo cái góc vuông 30 này nó sẽ dài thêm 1,7 1/7 nữa mọi người. Thì mình sẽ lấy 1/7 này mình nhân cho 4 góc này nè. Rồi khi mà mình cộng hết ráo kích thước này lại nó sẽ ra là 2m46 8 ly nha mọi người. 2m46 8 ly là mình sẽ cắt một cái cây 36, tại vì mình đang bo là bo góc 3 phân nha mọi người. Thì mình sẽ cắt 2m46. Rồi mình là cây sắt này là mình bo được một cái hình chữ U như vậy nè mọi người. Thì còn kích thước để mọi người gạch dấu á mọi người. Thì đầu tiên từ đây nè, vị trí đầu tiên mình gạch vô đây là 40. 40 mình sẽ gạch 3 dấu nè mọi người. Vị trí 3 phân nè, cần bo nè, dài thêm 1/7 nè. Mọi người lưu ý cái này giúp cho mình là mọi người phải móc từ đây nè, từ cái dấu thứ ba này á tới cái dấu này nè, tới cái dấu đầu tiên kế tiếp là đúng 40 nha mọi người. 40 khi mà mình bo lại nó sẽ ra 46 nha mọi người. Rồi mình sẽ gạch 3 dấu này tiếp, từ đây là 40 đúng không, mình sẽ gạch thêm 3 phân và 1/7 nữa. Rồi từ cái dấu cuối cùng này mọi người, mình sẽ kéo dài lên, mình sẽ móc lên cái dấu đầu tiên ngay này nữa là 74 nha mọi người. 74 nè, rồi mình gạch thêm 77, rồi mình gạch thêm 1/7 nữa là nó sẽ được một mặt dài nha mọi người. Thì mình cũng lấy từ ngay cái dấu thứ ba này nè, mình gạch tới cái dấu đầu tiên là 40 tiếp nha mọi người. Rồi mình gạch thêm cái để mình cắt cái bo góc đó mọi người. Thì vị trí còn lại là nó sẽ còn là 34 nha mọi người. Thì khi mà mình gạch như vậy là nó sẽ đúng nha. Mọi người lưu ý cái khúc này giúp mình nha. Thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay á, cho mình xin một tim, một lượt follow đi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.